Hôm nay các bạn đến với cái dầu theo lớp nhé. Thì dầu theo lớp tùy lực là một trong những cái dầu là nổi tiếng của Shell, là cái dòng gọi là mũi nhọn của Shell trong dầu chính của thương hiệu Shell đến từ Hà Lan và Anh Quốc. Đây mình giới thiệu với các bạn cái dòng theo lớp đây. Đây là dòng đóng gói theo xô 20 lít, dòng theo lớp S2MX46. Thì đây là dòng 46 nhé. Thì Shell thì có chủ yếu là có 3-4 dòng cái thủy lực như này, là teo lớp 46, 32, 46 và 68 và 100. Riêng cái dòng teo lớp thì nó có 3 dòng là đóng xô, là teo lớp 32, teo lớp 46 và teo lớp 68, thì đều có đóng xô 20 lít như này. Thì nó là khác nhau về cái độ nhớt và của cho các máy thôi. Nó hàng này thì là do Shell Việt Nam sản xuất, đóng gói của nó là 20 lít đấy, thì nó cũng đáp ứng được các cái tiêu chuẩn về kỹ thuật như là Boss Setup này, rồi Parker Denison này, rồi File Cincinnati này, Machine này, rồi DIN 51524, rồi đủ thể loại 4 năm tiêu chuẩn kỹ thuật của Shell. Thì Shell này theo lớp này thì MX46 này thì thông thường là tiêu thụ rất nhiều, vì là do là nó là cái dòng gọi là chủ lực chủ đạo của Shell, thì kể cả phi cả xô. Thì dòng xô thì nó nhỏ gọn và đóng gói nó dễ vận chuyển và dễ sử dụng hơn dòng phi. Dòng xô này thì giá này nó khá là cạnh tranh với các cái thương hiệu các trôn như Mobil hoặc là Total. Và dòng xô này thì nó có dòng xô này thì là nó gì nhỉ,